hai liên quệ chút xíu chuyện chút xíu nha, chỉ là vui vui thôi chứ không có gì quan trọng. À, mấy chị, mấy người nè, mấy anh chị nào mà muốn làm kệ á, đi làm đơn giản nhất nha. Đây là bốn cục gạch. Đây là một miếng dán mà nó dài 10 á, 10 với 12 in. Thấy không anh? Đó, thì ở trong Home Depot nó bán miếng dài lắm. Khoảng 30 mấy đồng á, xong cái mọi người kêu nó cắt ra là 4. Là được 4 miếng như vậy nè. Không phải là 30 mấy đồng mà là 50 đồng. Ồ, 50 đồng. 50 đồng em không nhớ giá luôn lúc anh có tiền. Rồi. 50 đồng hơn chút á tại cộng thuế nữa. Rồi đây là miếng thứ hai, anh quay trước được không? Đây từng một nè, từng hai nè. Thêm ví dụ mọi người cao lên thì mọi người thêm cục gạch thôi. Nhưng mà quan trọng Liên chia sẻ cái này là quan trọng hơn ha. Miếng dán này mọi người đừng có mua hai cái miếng dán, hai cái cây nhỏ gặp lại á, ở giữa nó bị trống á, hay lúc lắc lúc lắc. Sorry. À xin lỗi. Lại mua một cái này á, mình để luôn cái chậu bự hay là mình ngồi còn được nữa nè, nó bự vậy nè. Thì đơn giản gọn hơn thì Liên mua cái sơn gỗ nó có chống thấm nước. Dính quay được ta? Được rồi, được rồi, đừng có khó, đó, nhìn thấy rồi. Thì anh dính quay ha, dính ấy. Thì cái da gỗ này mới mua về á, thì mình phải chà như vậy để cho mấy cái xước xước nó mịn á, thì lúc sơn nó đẹp hơn. Lấy tay chà. Hả? Lấy tay chà. Xin lỗi, mấy cái nhám anh chính nhắc. Cái này tại vì nhám nha mọi người. Nhám nhuyễn nhừ luôn á. Trời, hết cái bốn góc cạnh để cho nó được cái xước được gì sơn nó rất là đẹp, rất là mịn. Xong rồi mình phủi nó. What? Trời ơi, quậy quá rồi. Rồi, đổi lại, làm hết luôn. Chắc vô một cái nha. Thí dụ đây là tầng 1 ha, thì cái đó là tầng 2 ha. Thí dụ mọi người làm 3 tầng thì thêm gạch thôi nha mọi người. Học đơn giản vậy thôi, ý là ghi để xếp gần lại nhau. Dạ, dễ thôi. Đá này nó đã bán 2 đồng mấy cục ha. Quên rồi. Hình như là 2 đồng 7 mấy ha, hay 5 mấy hả gì không? Rồi, mọi người cũng để sao thì mình cứ kê lên thôi ha. Còn đây là nước sơn. Mọi người kỹ thì mua cái đồ lăn, mua đồ lăn nhưng mà mình quẹt trước khi mình lăn, phải không anh? Đúng rồi. Tại vì em là thợ phụ. Muốn quẹt á là ok. Cứ để lên chỗ nó quẹt thôi, đâu gì đâu. Yeah. Ê đừng cầm nó đổ á, để thả xuống. Thả trên cái đó cũng được. Cứ đả xuống. Đó. Mọi người quẹt thôi, lát mình đã lăn lại mịn nha mọi người, chứ đừng có lăn trước nó cũng không có ăn lắm đâu. Nó không có đều. Có nghĩa là này là một lớp lót á, rồi xong rồi lăn lại bằng cái đồ lăn cái. Rồi. Cái sơn này mọi người mua hơi ấy chút nhưng mà nó tốt lắm, nó không có thấm nước. Nè, cặp cái bao này nè, chỉ cho. Đồng mấy à, rẻ bèo. Ok, chờ em chút nha. Xài dục. Bây giờ đây. Đây là chủ đồng, có nguyên set luôn. Mở ra rồi ha anh, có set đó có gì vậy? Y chang vậy đó, cái cọ này là cái đồ lăn. Cái đồ lăn. Cái này đồ cọ. Thì mình mở ra, mình đổ nước sơn vô, quậy quậy nước sơn mới. Đây thôi. Nè, bên này có cọ nè, quẹt quẹt đi xong rồi lăn sơn chút là biết liền, thấy liền. Đừng có cầm lên nó đổ. Em cứ quên, thói quen. No. Hãy để ngoài kia kìa. Lăn sơ cho mọi người thấy nha. Hồi nãy lăn trên. Để lên cái đó đó. Lấy cái cây kia. Đúng rồi, dở lên chút. Đẩy yên đó, đừng có đẩy đụng đó, rồi lấy đó đẩy đẩy đó, ok. Cầm cái kia lên. Rồi khoan, đẩy cái đó lên cái trên đó nha. Cái lớp trên kìa. Đẩy 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 đều chút rồi mới đẩy lên đây. Đó. Nhưng mà cái này để khô rồi lăn nha ơi. Tại vì mình phải làm một lớp. Nói chung á là làm hai lớp đó là ok đều, còn một lớp thì nó không sao không đều, thấy không? Ý là nó là phải khô giống nhanh kìa, anh quay cho mọi người thấy kìa. Thì mới lăn lại. Bên này mới quẹt thôi chứ chưa có lăn. Rồi. Thì nó thấy nó qua thấy nó xấu không? Bên này lăn rồi nè, thấy đẹp không? Sau khi lăn rồi nè. Thấy chưa? Anh Thu múa cọ mịn đẹp nữa nha. Phải, có nghĩa là quẹt rồi phải lăn lại sơn cái.
Rồi. Mà đơn giản vậy thôi, mình chốc lên. Đơn giản như đang giỡn. Đang giỡn thì mọi người sẽ được 3 tầng. Em chồng lên rồi để sen rá nha Nhân. Đây, đứng yên, lấy chậu. Daddy, what are you doing again? Shell. Cho thầy đi ra. Em đâu trên này? Coi chừng cái chậu dơ nha. Đi vô ngó em. Để nha. Lên nó dính sơn á. Trời ơi sơn đổ bây giờ hai đứa nhỏ này. À, mọi người có thể cái liên chia sẻ cái này là tại vì quan trọng là cái miếng dán này bằng á nó không có nhúc nhích, mọi người để lớn nhỏ gì cũng được, đơn giản như vậy thôi. Tại cái nhỏ nghe không? Dẫn em đi trong. Cả nhà ơi, mọi người ơi, ai yêu sân đá muốn làm kệ đơn giản thôi, hai hay bốn cục gạch gì á, mình đo cái size là 10-12 inch hay là 8 inch, nhưng mà 12 inch là dùng là tốt nhất nha cả nhà mọi người, tại vì nó chắc với lại nó để cho chậu lớn nè. Liên làm ăn tối luôn á, tại vì hy vọng là chia sẻ đơn giản vậy mà ai yêu thích sen đá thì làm cái kệ để cho con chúng con thì rất là đẹp cả nhà, đơn giản thôi. Cái nào là màu gỗ. Bye bye mọi người yêu sen đá nha. Hôm nay Liên làm kệ thì sau khi làm kệ xong á, Liên sẽ quay lại cái vàng, Liên sắp cái cây lại cho mọi người yêu sen đá cùng ngắm. Bye bye. Đây chụp tấm nè, chụp tấm. Nhìn qua. Nhìn qua, 1 2 3. Dì cái đi. Con chúng. Ngồi đây. Cái ý là Yên nói là chia sẻ cái này đơn giản, nhưng mà hãy mua cái miếng dán này rất là chắc. Mọi người có thể ngồi lên được luôn, tại vì nó rất là chắc mà ấy, mình không có lúc lắc cái chỗ mà mình chân. Nhìn lên. 1 2 3. Ok. Này màu đỏ đẹp quá ha. Hy vọng Liên sẽ cập nhật lại lúc mà Liên lên kệ nha. Không phải màu đỏ đâu, nó khô, nó không có đỏ đâu. Nó đỏ nâu, đỏ wood á, đỏ gỗ. Thì mọi người sẽ thấy Liên cập nhật nha mọi người. Ngắm xe nha, chờ Liên sẽ cập nhật lên trên vàng nha, cái này mẫu thôi. Ý là Liên nó rất là đơn giản. Trong vòng 5 phút mọi người sẽ thấy được cái đơn giản của lúc mà làm kệ sân đá. Không có khó khăn gì lắm. Đơn giản quá, con quậy quá. Đâu thấy được đâu anh. Đẹp. Đẹp. Money rat là đẹp quá không? Trời ơi, nó đẹp quá trời luôn. Okay. Màu bự quá anh hả? Thấy không? Rồi em, đây. Cần em quay qua không? Được rồi, qua đây nhìn nè. Qua đó nhìn hả? Đẹp quá hả? Okay. Về đêm, em về đêm. Đẹp quá hả? Đơn giản. Em, cái này nó dày nè, mua cái nhỏ nhỏ giá có mệt lắm, khỏi đóng, khỏi gì, nó chắc lịch à. Có thể đứng lên đi còn được nữa. Chắc nè. Thấy không? Hai cục thôi, không cần ba cục. Cái dáng nó dài lắm mọi người ơi, cái miếng này nè, mọi người cứ kêu hôm đi vô á, nhờ người ta cắt ra làm bốn là được rồi, khỏi phải đo gì hết, nó chia đều, cắt lẻ là gọn, mình đem về, có thể xài được rồi. Không có mất thời gian đóng hay làm cái gì hết mà cũng đẹp lắm, chỉ có thời gian sơn thôi. Chạy với nhám tiếp nha. Rồi Liên sẽ cập nhật khi mà Liên lên kệ đóng kệ sân đá. Ok, stop. Đi ra sơn. Stop now. Chị ơi. No. Vô đông tất. Vô đông tất. Em thấy mới 1 lớp mà đẹp quá hả? Này 2 lớp cũng đẹp. 2 lớp đẹp không? Mà cái nước sơn này hơi mắc nha, cái nhà áo phải mắc mà tại vì nó có waterproof chống nước á, chống thấm nước vô nó tốt, cái gỗ mình không có bị dợp hay bị gì hết. Mấy đứa nhỏ này mệt quá. Đang là buổi tối á, hứng lên chia sẻ cho mọi người. Con có quậy con ơi. Chia sẻ cho mọi người yêu sen đá làm kệ đơn giản mà đẹp. Không có phải đóng gì hết, vô nhờ mấy người mà cắt cưa gỗ á, làm xong cái mình về mình chỉ để lên là mình có mình xài. Mà ngồi được luôn, làm bàn làm ghế gì mà làm đủ kiểu, 3 tầng 4 tầng sắp tầng 5 chỗ cũng được, chỉ khiên gạch thôi. Lúc mình về đi cũng dễ. Cái này làm xếp bàn cho học sinh nghèo nè. Chính xác là học sinh nghèo. Rồi, xong rồi, bye bye đi anh.
Đây chập đang đắm nè, tụi nó đi rồi, dễ chập nè. 1, 2, 3, ok, khoan, lấy nguyên cái bình. 1, 2, từ từ chờ chút, 1, 2, 3. Cái clip này mọi người biết okay. Liên làm mấy giờ không? Hả? Anh nói gì? Xong rồi. Liên làm là đang 9 to, 9 giờ tối đó mọi người. Tối thui rồi, phải cầm đèn đang... Bây trưa nóng quá, không muốn làm gì. Ừ, bữa này nóng quá, xem mình hém hết trơn. Đẹp quá, xong rồi. Thôi bye bye. Đi ra.